xin chúc mừng thủ khoa Hà Thị Minh Nguyệt, lớp PS23C, ngành tâm lý học, là thủ khoa đầu vào xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông. Kính thưa quý vị, ngoài học bổng Hoa Anh Đào đầu vào, thì khoa sư phạm tặng thêm cho thủ khoa Hà Thị Minh Nguyệt học bổng mùa gieo hạt trị giá 50 triệu đồng. Cảm xúc của chú thì tôi thấy cũng rất vui mừng mà cũng vừa lo cho con, cho con, cho em, nó là sợ là gia đình không chi phí cho nó nổi được. Mà cũng ý là bây giờ được nhà trường hỗ trợ thế này thì chú cũng rất mừng mà rất yên tâm. Mà chú nhân đây chú cũng cảm ơn tất cả mọi người và tất cả ban giám hiệu nhà trường Đông Á này. Xin mời em có thể tiến về phía trước để giao lưu cùng với quý thầy cô chúng ta. Giờ đây thì Hà Thị Minh Nguyệt là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Đông Á chúng ta, thưa quý vị. Em Nguyệt với điểm số rất là ấn tượng, em đạt được 27,63 điểm xét điểm kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và hiện tại thì em đang là sinh viên ngành tâm lý học của trường Đại học Đông Á. Và Nguyệt ơi, giờ đây thì em hãy chia sẻ những cảm xúc của mình ngày hôm nay là một tân thủ khoa đầu vào, cũng như em nhận được học bổng của trường, thì cảm xúc của em như thế nào? Lời đầu tiên em xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các anh chị cùng toàn thể các bạn có mặt trong hội trường. Em xin tự giới thiệu, em là Hà Thị Minh Nguyệt, là tân sinh viên ngành tâm lý học của trường Đại học Đông Á. Ngày hôm nay có bạn ở đây, em thực sự rất vui mừng và xúc động khi biết được mình sẽ trở thành một tân sinh viên của Đại học Đông Á. Em vẫn còn nhớ nguyên vẹn khoảnh khắc mình biết được tin này, em đã rất bất ngờ, bồi hồi và rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Như vậy là em đã trải qua rất là nhiều cảm xúc khi biết được tin này. Tin này mà chúng tôi hiểu được đó chính là suất học bổng, đúng không? Mà em học bổng toàn phần mà em được trường Đại học Đông Á của chúng ta dành tặng bởi vì kết quả rất là xuất sắc. Vậy thì em hãy chia sẻ ý nghĩa của suất học bổng này đến quý thầy cô, quý vị và các bạn sinh viên. Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm nay là một tháng mà vô cùng đặc biệt đối với em. Bởi vì càng gần ngày khai giảng năm học mới, đó cũng là lúc mà em tiến gần hơn đến dấu chấm hết trên con đường học tập của mình. Và sau khi mà trải qua 12 năm năm đèn sách, trải qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Cam Go, ngày nhận được kết quả, em chỉ vui mừng một nửa. Vì em biết rằng một nửa còn lại còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của gia đình mình. Em được thấy các bạn bắt đầu tổ chức tiệc chia tay, các bạn bắt đầu đi học ở khắp nơi. Lúc đó em thực sự cảm thấy buồn và rất hụt hẫng. Em đã quyết định dừng lại con đường học tập ở đây, quyết định từ bỏ ước mơ mà mình ấp ủ trong một thời gian dài vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Nhưng lúc đó, như một phép màu, em vẫn còn nhớ như in, vào một buổi sáng em đã nhận được cuộc gọi từ cô Kim Huệ, trưởng khoa sư phạm. Cô thông báo với em bằng một giọng rất chắc chắn và hào hứng rằng em nhận được học bổng toàn phần của trường Đại học Đông Á. Lúc đó em đã rất vui mừng, em vừa bất ngờ vừa xúc động. Em đã đem tin này để nói cho bố mẹ biết. Bố mẹ em cũng đồng ý để em tiếp tục đi học. Suất học bổng toàn phần của trường Đại học Đông Á đã giúp em có thể tiếp tục vững bước trên con đường mà mình đã chọn, cũng như giúp bố mẹ em giảm bớt gánh nặng về tài chính. Và để ngày hôm nay em được đứng đây tiếp tục học tập để trở thành một nhà tâm lý học trong tương lai như em đã mơ ước. Vâng, thưa quý vị, như vậy vừa những chia sẻ vừa rồi của em Nguyệt để chúng ta thấy được rằng, thưa cô, nếu không có suất học bổng thì có lẽ rằng là con đường học vấn của em chỉ dừng lại trong ước mơ của mình thôi. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình và em cũng đã rất cố gắng nỗ lực trong học tập, nhưng nhờ suất học bổng này thì đã giúp em chạm gần hơn với ước mơ của mình. Vậy thì cũng nhân đây, cô hiệu trưởng cũng vừa lên chia sẻ những cảm xúc này với em. Và anh Quốc Văn cũng tin rằng ở đây quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng với những bạn bè đồng trang lứa cũng rất là chia sẻ và đồng cảm với những chia sẻ của em. Vậy thì nhân đây để thể hiện sự tri ân của mình, sự biết ơn đối với những gì mà em đã gặp được trong cuộc sống này, thì em muốn bày tỏ điều gì ngay lúc này? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng ngày hôm nay, em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban giám hiệu Trường Đại học Đông Á, đặc biệt là các thầy cô ở trong khoa sư phạm. Các thầy cô đã tận tâm giúp đỡ em rất nhiều để ngày hôm nay em được học tập trong một môi trường năng động và thân thiện. Cũng như là gửi lời cảm ơn đến các thầy cô
các anh chị sinh viên tình nguyện đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong những ngày nhập học. Và đặc biệt hơn nữa, con đứng đây xin được gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, những người đã nuôi dưỡng con muôn vàn vất vả để con có được ngày hôm nay. Em xin hứa sẽ luôn học tập, sẽ luôn cố gắng phát triển bản thân để xứng đáng với tình yêu thương, với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa sư phạm của trường Đại học Đông Á. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, những tràng vỗ tay của tất cả quý vị và các bạn dành cho em, điều đó chứng tỏ rằng là em nhận được rất là nhiều những tình cảm ngày hôm nay. Và cũng nhân đây, xin được chúc cho em sẽ có thật nhiều sự may mắn và em hãy cố gắng nỗ lực để giữ vững thành tích của mình trong học tập và xứng đáng với những niềm tin yêu, với sự mong đợi của quý thầy cô giáo và gia đình. Một lần nữa, xin được cảm ơn những chia sẻ của em rất nhiều và chúc em sẽ sớm trở thành một nhà tâm lý học trong tương lai nhé.